Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu nha. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay là clip 546 nha bà con. Thì em cũng cho có khoảng 20 mấy tác phẩm giao lưu báo giá cho bà con của mình nha. Qua số điện thoại em 0772877278 nha. Đầu tiên giờ em xin giới thiệu đây là một cái đỉnh tre nha bà con. Đây đỉnh trầm tre trầm trúc đó nha. Rất là đẹp luôn nha. Chất liệu là bằng đồng xưa cũ nha bà con. Chiều cao em đo là 35. Quanh bụng thế này là 46 nha. Đây cái đỉnh này thì nặng tầm khoảng 2 kg. Và bà con mình để trầm hương cho mình đốt nha. Cái này thì em sẽ tặng kèm cho bà con mình một hộp trầm hương theo luôn nha bà con. Đây bà con mình xem. Bên trong rất là sạch sẽ nha. Đây. Liền lạc hết luôn. Giá giao lưu bà con mình cái bộ đỉnh này là 2.800.000 đồng nha. 2.800.000 bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Mã tiếp theo là mã số 2M. Đây em có một cái con cốc ngậm su nha bà con. Đây củ cốc ngậm su. Chiều cao này em đo là khoảng chừng 13 đi. Còn hoành đế như thế này là 51 nha bà con. Trên lưng có một cái thỏi vàng nha. Đây hồi này mình trưng phong thủy giữ tiền trong đặt cho gia đình mình. Nặng 2 kg. Rồi giá 1.500.000 đồng nha. 2 kg nha bà con. 1.500.000 em bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Rồi mã tiếp theo là mã số 3M. Mã 3M này là một cái đỉnh là kỳ lân. Đây đỉnh sông trầm nha. Bằng đồng. Chiều cao này em đo là khoảng 17. Đây hoành tổng như thế này là 41 nha. Tích bên dưới là 12 con giáp nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây cho bà con đây nha. Và bà con để trầm hương vào đốt xung quanh đây. 12 con giáp nha. Đây rất là đẹp. Giá giao lưu bà con mình 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng tặng cho bà con mình một hộp trầm hương luôn. Cái này sông trầm lớn nha. Còn đây là mã 4M. Cái sông trầm nhỏ. Đỉnh mẹ quan âm nha bà con. Đây chiều cao này em đó là khoảng là 14 đi. Còn hoành bụng như thế này là 28 nha. Đây bà con mình xem. Giờ bà con mình để trầm hương vào đốt nha. Giá là 600.000 thôi nha. 600.000 đồng tặng kèm một hộp trầm cho bà con của mình luôn nha. Về đốt thơm nhà thơm cửa luôn. Đến với mã tiếp theo số 5M. Em có một cái hũ chiêu tài hút lộc nha. Bày 4 con cốc ngậm su. Chiều cao này em đo là khoảng tầm 11 đi. Hoành bụng như thế này là tầm 39. Đây mình trưng để bàn ống đĩa rất là đẹp nha bà con. Hàng này bằng đồng vàng hàng bây giờ nha. Đây dưới đáy còn một lớp vải nhung. Rất là đẹp nha. Giá giao lưu cho bà con của mình 1.400.000 đồng thôi nha. 1.400.000. Đến với mã 6M em có một cái ấm con rồng. Đây nắp là nắp con cốc nữa nha. Rất là đẹp. Chất liệu bằng đồng. Chiều cao em đo là 10 phân. Chiều dài thế này là khoảng 17 đi. Đây 17 nha. Đây bên trong đây. Rất là đẹp. Rất là sạch sẽ nha bà con. Đây. Cái này giao lưu bà con mình giá là 1 triệu đồng nha. Em bao ship toàn quốc luôn nha. Hình con rồng đây. Bà con mình xem giờ rất là hay. Rất là đẹp nha bà con. Uống lượng nha. Mã tiếp theo là mã số 7M. Một cái đôi châu kim đồng ngọc nữ rất là đẹp luôn nha bà con. Chất liệu bằng đồng xanh luôn. Đây. Chiều cao thì em đo là khoảng là 14. Chiều dài tổng thể khoảng 24 nha. Cặp này cân nặng gần 2 kg. Khoảng 1.8 kg thôi nha. Đây ký 8 ký 9 rất là đẹp nha bà con. Đôi châu kim đồng ngọc nữ. Đôi này giao lưu bà con mình giá 2.400.000. Đây mặt chân đế đây nha. 2.400.000 đồng. Bên em thì bao ship bao bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Đến mã 8M em có một cái đỉnh sông trầm. Đây bằng đồng xưa cũ luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đỉnh là đỉnh con rồng. Đây chiều cao này em đo là 24. Hoành tổng thế này là 59 nha. Cái này to bự lắm nha bà con. Đây con mình xem. Rất là đẹp nha. Rất là dày dặn. Rất là nặng. Đây cái này á, thì cân nặng cũng khoảng chừng 2.6 kg đi. Giá giao lưu bà con mình là 2.300.000 đồng nha. 2.300.000 em bao ship toàn quốc. Mã tiếp theo là 5M. Đây em có về được hai cái tù quà bằng sừng chưa bà con. Cái này là bằng sừng thiệt luôn nha. Sừng trâu. Rất là đẹp luôn nha. Đây cái này á, thì một cái thì chiều dài như thế này thì khoảng chừng là 38. Còn cái này chiều dài là 45. Xài vẫn được bà con mình về chân đề co cũng rất là đẹp. Đây mình thổi rất hay nha. Đây rất là lớn. Cái này cũng vẫn vậy thôi nha bà con. Rất to. Một cái giao lưu bà con mình giá 500.000 thôi nha. 500.000 đồng một cái. Em bao ship bà con mình toàn quốc. Bà con mình lấy muốn lấy cái nào lấy nha. Đến với mã tiếp theo số 10M. 10M này em có về được là hai cái mâm. Hai mẫu mâm đồng dập nổi nha. Tích này là thuận bòm xuôi gió. Xung quanh viền là 12 con giáp. Bà con mình xem kỹ mà em rất là đẹp luôn nha. Rất là ý nghĩa. Đường kính một cái khoảng 51 thôi. Cân nặng từ 1.1-1.2 kg đi. Đây mình treo tường nha bà con. Hàng này mình treo tường nha. Rất là đẹp nha. Đây này là cái này là thuận bòm xuôi gió.
sau lưng mình có cái móc mình treo tường đây, con mình về gỡ cái móc này ra đây nha, là mình treo tường thôi. Giá 1.000.000 một cái nha, 1.000.000 một cái, bao ship toàn quốc. Và đây cũng vậy, đường kính cũng như nhau, đây, kích thước như nhau nha, sao cũng có một cái móc mình treo tường đây nha bà con. Đây 1.000.000 một cái thôi, em bao ship bà con mình toàn quốc nha, treo tường cho bà con mình xem luôn. Đây này là Lý Ngư Vọng Nguyệt nha, rất đẹp. Đến với mã số 11. Đây 11 này nó có một cái mâm đậy lưu gạo xưa, hàng này là chuẩn xưa từ 40-50 năm trở lên. Rồi bà con mình nhìn đồ là mình cũng biết nha. Cái này đường kính nó khoảng chừng 52, nặng là 2 kg. Đây về bà con mình trà đánh bóng vệ sinh lên giùm em, nó bị lỗi chỗ này chút xíu thôi. Ngay chân cái góc cạnh này đây nha. Đây bị lỗi chút xíu chỗ này thôi nha. Giá giao lưu bà con mình 2.000.000 nha, cái mâm đồng đậy lưu gạo ngày xưa. Bao bà con mình về kiểm tra hàng luôn nha. Đến với mã tiếp theo là số là 12M. Đây 12M nha. Đây là một cái tác phẩm này, là một cái siêu sắc thuốc chất liệu bằng đồng, hàng xưa cũ luôn. Cái này nặng cũng khoảng 1.7 kg. Đây chiều cao luôn, cán luôn nha bà con, bằng gỗ nha, cán gỗ là 25. Đây vành đế này là 40-39 nha, 39. Rất là đẹp nha. Đây cái này thì bà con mình về mình đây, bà con mình xem đây, bà về bà con mình kiểm tra hàng. Bao bà con mình hàng xưa chuẩn nha, rất là đẹp. 4 sao 4 cái chân quỳ nha. Đây rất là độc đáo, giá giao lưu bà con mình 2.000.000 cho cái siêu này nha, 2.000.000 bao ship toàn quốc nha. Mã tiếp theo là số là 13M, một cái đỉnh trầm dâu nha. Đây chiều cao này em đo là 28, hoành tổng em đo hạo đi khoảng từ 50, chất liệu bằng đồng xưa cũ luôn. Đỉnh này bà con mình về để trầm hương cho mình đốt nha, em sẽ tặng kèm cho bà con mình một hộp trầm luôn nha, rất là đẹp. Giá giao lưu bà con của mình là cái này là 2.400.000, 2.400.000 đồng thôi nha. Tiếp theo là đến với mã số 14. Hôm nay em cũng có một số mặt hàng là giải giá sale cho bà con của mình nha. Đây đến với mã 14 là một cặp bình bông long phụng bằng đồng luôn, chiều cao này em đo là 21 nha, đường kính miệng 6 phân, còn hoành bụng như thế này là 28. Đôi bình này nặng cũng khoảng 1.4-1.5 kg thôi, con mình xem đây nha, long phụng rất là đẹp. Đây đôi này giao lưu bà con mình giá 1.600.000 đồng nha, mã số 14M, 1.600.000 đồng. Đến với mã tiếp theo 15M. Đây một con rồng, rồng này là rồng vàng chúc phúc nha bà con, rất là đẹp nha, rồng rất là to, uống lượng luôn nguyên một cái hũ vàng bên dưới đây nha. Rồng này cân nặng 6 kg, chiều cao em đo là 36 nha, hoành chân đế, hoành tổng như thế này là chân đế là khoảng chừng là 50. Đây chiều ngang này là 30 nha bà con, rất là rộng, rất là to, nặng 6 kg lần nha. Rồng vàng chúc phúc rất đẹp, bà con mình xem đây, trưng trong nhà mang tính chất phong thủy nha. Đây mặt trưng đế đây 6 kg. Đây hôm nay cũng để giá hữu nghị cho bà con của mình luôn nha, 3.900.000, bao ship toàn quốc luôn nha, 3.900.000 đồng, rồi nặng 6 kg. Mã 16, một bộ ấm trà con dâu nha, hàng này là hàng kim loại, hàng bây giờ, 4 cái ly và 1 cái mâm nha. Đây mâm này là mâm ngựa mã đáo, đường kính mâm là gần 20. Đây ấm này bà con mình xem, và bà con mình xài Tết luôn nha, và bà con mình sử dụng được luôn. Cái này rất là sạch sẽ, rất là bệnh nha bà con, rất là đẹp. Đây đây dâu đây nha, bộ này giao lưu bà con mình giá 1.000.000 nha, 1.000.000 nguyên một bộ luôn nha. Bên em thì đã bao gồm với ship toàn quốc nha bà con của mình này. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Tiếp theo là mã số 17M. Đây là một tác phẩm, là một cái đôi ngựa, ổ đôi hổ nha, hổ kim tiền, rất là đẹp luôn nha. Đây đôi hổ này cũng nặng và to lắm nha bà con, cặp này nặng tới 8 kg lần nha. Chiều cao này em đo là 19, chiều dài thế này là 45. Đây còn hoành bụng này em đo là tầm 28 nha. Đây 28, rất là đẹp nha. Đây bà con mình xem, mã số 17M, một cặp cọp nha, kim tiền. Đây cho mình xem, nặng 8 kg. Đây rất là nặng nha bà con, có một chuyện đế hết nha. Đôi này giao lưu cho bà con của mình có giá là 4.700.000 đồng thôi nha, một cặp luôn nha bà con, 4.700.000 thôi nha, nặng tới 8 kg lần nha bà con. Đến với mã tiếp theo số 18. Đây em có về một cây kiếm bằng đồng rất là đẹp luôn nha, hàng xưa cũ, chiều dài tổng thể em đo là 65, chiều ngang này em đo là 6 phân thôi nha bà con mình xem, rất là đẹp. Hàng này về bà con mình trà rửa vệ sinh đánh bóng lên giùm em, lên màu đồng vàng rất là đẹp luôn nha, bao bà con của mình luôn. Về bà con mình cứ vệ sinh lên nha, còn không thì bà con mình cứ để thế này, em sưu tầm nhờ sau thì em để quý vị nha. Cái này giao lưu bà con mình giá 2.500.000 thôi nha, 2.500.000,
Đây nặng cũng khoảng 1,5 kg nè bà con. Đây rất là đẹp, hàng chân phong thủy nha. Mã tiếp theo số 19M, một tác phẩm là ông Gia Cát Lượng. Bữa nay mình để giá sale đi nè. Đây quân sư, đây hôm nay để giá sale cho bà con có một số mặt hàng nha. Chiều cao này em đo là khoảng 25, vành đế thế này là 34 nha. Rất là đẹp. Đây chất liệu là đồng vàng, nhưng mà cũng qua thời gian người ta trưng bày à, nặng khoảng tầm 1,5 kg trở lên. Đây giá giao lưu bà con mình 1.700.000 thôi. Đây giá này là giá thu hồi vốn luôn nha, lỗ tiền phí ship bà con mình luôn. Mã tiếp theo số 20M, em có một cái chuông đồng xưa. Đây hàng này là chuẩn xưa, từ 3-40 năm trở lên. Chiều cao em đo 9 phân thôi, đường kính là 11 nha. Đây rất là dày dặn, mấy hàng này về bà con mình chà rửa đánh bóng lên giùm em. Rất là đẹp nha. Đây, chuẩn xưa bà con của mình luôn. Đây bà con nghe tiếng động rồi nha. Rất là thanh. Giá giao lưu bà con của mình là 800.000 nha, 800.000 đồng. Rồi mã tiếp theo là mã số là 21, em có về được 5 cái chén bát quái. 4 cái nha. Có 4 cái chén bát quái nha, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng xưa cũ. Cái đầy đường kính nó khoảng 10 phân thôi. Chiều sâu lọt lòng cũng tầm 5 phân, chất liệu đồng rất là dày. Đây âm thanh bà con nghe nha. Đây. Đồng rất là tốt. Đây bà con mình cứ về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Bao bà con của mình luôn nha. Một cái là 500.000, em có 4 cái nha, một cái là 500. Bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Rồi mã tiếp theo là số 22. Đây là một cái tác phẩm là ông Tế Công nha bà con. Đây miệng ống luôn tươi cười vui vẻ nha. Tế mình Công hàng xưa nha bà con. Rất là đẹp, rất là độc đáo, chiều cao 7 phân, chiều dài khoảng 11 nha. Ông này cũng nhỏ gọn thôi. Cho bà con mình sưu tầm hữu duyên nha. Giá là 800.000 đồng, em bao ship toàn quốc nha. Và đây cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha bà con. Cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này. Và em cũng xin mến chào, hẹn lại những clip kế tiếp. Xin kính chào, hẹn tạm biệt ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con nha. Hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh nha bà con.